Xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Phi Anh. Hiện tại thì Phi Anh đang ở trên cái bản giáp với khu vực biên giới các bác. Vừa nãy tập trước thì Phi Anh có chia sẻ với các bác hai hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Bây giờ đang là 1 giờ rồi các bác ạ. Là không có quán xá gì cả. Hôm nay Phi Anh sẽ đưa các bác đi đến những cái ngôi nhà giáp khu vực biên giới dưới này để xin xem là có cái gì ăn không. Đấy, xin cơm xem là có mọi người có cho ăn không các bác ạ. Là cũng thực hiện một cái thử thách, không phải là Phi Anh không có tiền để mua đồ ăn, mà là chỗ này không có quán để mua đồ ăn. Là một cái thử thách để đưa các bác đi để xem bà con ở vùng cao này có thân thiện, có nhiệt tình hay là có quý người ở nơi khác đến hay không các bác nhé. Đây là tập thứ hai của Phi Anh trên đường đi về. Giờ mời các bác đi cùng Phi Anh. Đây các bác xem, tay đỏ luôn bởi vì lạnh quá. Tầm nhìn xa hiện tại các bác nó chỉ được mấy mét thôi. Đấy, nhìn ngay trước mặt này thì thấy, còn đâu nhìn xa khoảng tầm 10 15 mét là không thấy được. Hiện tại nhiệt độ ở chỗ này đang là dưới khoảng tầm 2 đến 3 độ các bác. Đây, em tóc của em ấy bây giờ còn đóng thành xương luôn này các bác này. Đây. Trên tóc với ở lông mi là giờ là giống như kiểu là dưới có nhiều những hạt xương các bác, giống như trên cỏ này. Đây là một trong những cái bản mà giáp biên giới nó ẩn mình ở trong sương mù các bác. Là từ tháng đầu tháng chạp, đầu tháng 12 thì sẽ là rất là lạnh, cực kỳ lạnh. Bà con ở trên này sống cực kỳ khắc nghiệt luôn. Không phải là có dễ thông thương đi lại rồi thời tiết nó ủng hộ. Ra đường đi một cây số mới gặp được một người. Này, đấy, ví dụ như bác này chẳng hạn. Nên là điều kiện giao thông đi lại khó khăn. Với cả là khí hậu thời tiết trên này khắc nghiệt nên là bà con quanh năm là rất là khó, rất là nghèo. Nghèo không phải là do họ lười lao động mà do là điều kiện thời tiết nó không cho phép. Bây giờ là trồng một năm chỉ trồng được một vụ ngô thôi. Sau đó là mọi người sẽ phải là dừng lại hết. Cô đi đâu đây? Cô đi đâu về đây? Chào chị nhá, chị đi đâu về đây? Đi chợ về à? Có mua được gì không ạ? Không mua được gì á? Thế có bán gì không? Không bán gì á? Thế đi ra chợ làm gì ạ? Đi gặp bạn trai à? Chị nhà ở đâu ạ? Dạ? Từ đây về nhà còn xa không ạ? Hả? Từ đây về nhà chị còn xa không? Ba có hải lúng cho chị không? Bao hải lúng cho chị không? Chị bao hả? Mỗi chào sừng à? Lâu lâu. Lạnh lắm các bác. Bà mua được gì không? Bà có mua được gì không? Chị bao hả? Ui. Mọi người đi chợ các bác. Đây các bác, tuy là thời tiết lạnh lẽo nhưng mà con người đây không có điều kiện về vật chất nhưng mà tinh thần họ rất là vui vẻ. Rồi đi. Không có khai thác được nhiều bởi vì mọi người, bà thì cũng biết tiếng phổ thông, nhà chị này còn xa. Chào nhá. Đi chợ này các bác ạ. Như này thì không biết đi từ sáng sớm bây giờ 1 giờ, gần 1 giờ vẫn chưa về. Cẩn thận nhá, cẩn thận nhá. Lạnh quá các bác. Giờ ở đây không có cái đồng hồ nhiệt kế đeo đo nhiệt độ ở đây cho các bác xem. Không thể ngồi xe máy cơ, ngồi xe máy đó. Gió nó lùa nó tạt vào các bác. Ngoài mưa ra thì nó còn có gió nữa cơ. Trong này ẩn lấp trong sương này. Nhưng mà đi qua đây thì toàn thấy những cái ngôi nhà người ta đóng cửa hết. Không biết là đi làm xa hay là lạnh quá người ta đóng cửa các bác. Đây có một cái ngôi nhà nhưng mà
không thấy mở cửa. Đây nữa này, cố gắng tìm xem là có nhà nào ở nhà không các bác. Không thấy có người đi hoặc là gia súc là các thứ, là không thấy, không có bò hoặc là dê ở ngoài hay đóng cửa các bác. Cửa kín mít rồi, không biết là có ai ở nhà không. Để thử vào đây xem nào. Đây là trải nghiệm thực tế các bác nha, không có dàn dựng gì cả, cứ đi thôi. Để xem có ai nhà không. Có ai nhà không nhờ? Đây chắc là không ở nhà rồi các bác, bởi vì đặt viên gạch trước kê cái khóa ngoài. Không có. Đây, sang ngồi nhà bên này. Mình ơi, đây mình ơi. Anh không đi xe máy đâu, lạnh lắm rồi. Không có ai ở nhà cả. Hả? Ở dưới nào? Ở đây, đi. Nhờ này. Định lên nhưng mà cũng thấy đóng cửa quá. Đi. Lạnh lắm đừng ngọn. Đi đi. Đây các bác nhìn này. Nhìn em thì biết này. Xương động trên tóc này đó. Thấy chưa? Rồi. Phèng gì cũng không khác gì em ý. Đi. Tiếp tục hành trình các bác, để cho các bác biết là vùng cao là như thế nào các bác. Lạnh lắm. Đi qua một cái bản này, bây giờ lại đến một cái bản nữa các bác. Đây dưới này, đây từ từ em ạ. Ôi, đây. Chào cô nhá, nhớ không à. Đây cái khu này đông đông người mà. Có khi xuống dưới này em ơi. Bây giờ là nói nó cứ nghẹt nghẹt mũi các bác. Đâu? Ra Hải Phòng rồi nhá. Chào nhá. Chào nhá. Đâu nhà nào? Chào nhá, em là người Mông hay người Kinh á? Hay là người Giao hay người Hán? Em là người Mông mà anh. Thế à? Nhà đây à? Nhà to thế. Bé mà, vào nhà ông Nương. Ờ, anh đi xuống đây xin cơm xem là có ai cho ăn cơm không. Từ cơm sáng giờ đi chưa có gì ăn, đói quá rồi. Đây thằng em mình nó bảo là đi dưới này có một cái bản nữa. Đây bạn nó đây này, bạn bản thân đấy. À thế à? Ồ thế thì may quá. Rồi. Cơm thì thoải mái anh ạ. Thoải mái ăn mà. Nha. Nhà em có ai ở nhà không? Đã. Nhà có ai ở nhà không? Nhà có mỗi em thôi. Mỗi em à? Vợ hay là con hay là bố mẹ đâu hết rồi? Đi vào lán hết rồi. Thôi anh chào nhá. Đây phèng đi xuống dưới này. Em mình em bảo là có một chút là biết ở đây. Đấy. Lạnh thật đấy, tối còn lạnh hơn đúng không em? Tối lạnh đấy. Thôn này là thôn gì em nhỉ? Thôn này là thôn gì? Thôn này hiện tại thôn này. Bản này bản tên là gì? Tả Lèng. Tả Lèng à? Nhưng mà phơi quần áo như này thì liệu có khô không? Không khô thế phơi làm gì? Này chẳng qua giặt rồi không có chỗ phơi. Phơi ở đây thôi. Phơi ở đây cả ngày nó càng ướt thêm ấy. Cả ngày càng ướt đấy. Phơi cả ngày, 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần không khô đúng không? Úi giời ơi. Thế thì mang vào trong nhà đi, anh đi vào trong này đây. Lạnh cắt da cắt thịt các bác ạ. Đây vào đây xin cơm các bác. Đây có một ngôi nhà nữa đây. Có ai nhà không em? Có. Đâu đâu xem nào. Có ai ở nhà? Nói tiếng Mông là gì nhỉ? Anh. Xin chào nhá. Vâng anh. Chào nhá. Vâng. Anh bảo này bây giờ vào đây không biết ai nữa bây giờ. Xin chào nhá. Ăn cơm chưa? Nhà mình ăn cơm chưa? Đang chuẩn bị ăn. Chuẩn bị rồi ăn rồi á? Chưa ăn đâu. Thế à? Đâu đâu thế cho mình xin bát cơm được không? Từ sáng giờ đi lạnh quá không có gì ăn. Đâu xem nào. Chào nhá. Chào nhà anh ơi. Em là người Mông à? Người Mông.
Ui, lạnh. Nhưng mà điện này là điện lưới hay là điện đấy đây? Điện không phải. Điện là điện, vẫn là điện lưới mà anh. À. Nhà mình có mấy mấy con? Nhà em có 4 con anh. 4 con á? 4 con. 3 đứa gái, 1 đứa trai. Trẻ con đâu hết rồi? Trẻ con đi học hết rồi anh ạ. Có mấy một đứa ở nhà thôi. Thời tiết trên này nó lạnh như này thì là thường thường là mọi người là làm gì để sống ấy, để sinh sống ấy. Dù ở trên này thì hay là nói chung là ở trên này chỉ có làm ruộng nương thôi anh. Thế đâu anh sẽ là nấu cơm cho anh sẽ là có cái gì ăn chưa? Chưa. Đâu. Đâu anh sẽ là. Vợ đây à? Đây. Xin chào nhá. Đang ăn cơm đây à? Ôi em bé đã ăn rồi á? À? Ai chà chà. Xin chào nhá. Ui đây. Là canh rau à? Đây là cái gì đây? Ớt với cả chua. Thế ba con gái đâu rồi? Một đứa đi học ở Xuyên, một đứa thì hai đứa ở học trường tiểu học. Thế là có mỗi em bé này là ở nhà? Đang học ở thôn. Như bình thường như này thì một ngày thì hoặc là bao nhiêu lâu thì có thịt ăn đấy? Vẫn suốt ngày mua mà anh, nhưng mà hôm nay chưa đi cầm về thôi. À, thế là vẫn đi bán mà. Thế là nhà này là có điều kiện rồi. Tuần được bữa. Nhưng mà bây giờ anh bảo là nhà mình có con gà hoặc là đi mua được con gà con ngan nào không? Anh với ở thằng em mình kia vào đây muốn mua một con xong là nhờ bếp em nấu cơm ấy, anh nấu cho. Nhà em có ngan mà. Thế đi, thế đậu bán cho anh một con. Con to mà. Hôm nay vừa đến đây ăn cơm vừa mời gia đình một bữa. Bán cho anh một con nhá. Đâu mình đâu, đâu đi bắt đâu. Bán cho anh một con này. Gà ngan đi chơi rồi à? Giật lạnh lắm các bác. Nó ở đâu? À, nó đi chơi ngoài đường. Người Mông mình thì bao giờ mới ăn Tết hả em? Nhưng mà em là bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu? 33 tuổi à? À sinh năm 91 à? À thế à? Đây à? Ờ bắt lấy một con đi. Các bác, xin phép các bác là mua một con. Trên này thì bảo là có quán xá thịt thà không có đâu. Nhưng mà ở trên này là ví dụ mà lên đây mà cứ không quen biết gì là đi vào xin cơm là được không? Có chứ. Thế à? Nhưng mà người Mông mình quá là tuyệt vời luôn nhỉ. Không có gì cả mà cũng không có quen biết gì cả, ai đến là cũng đều ấy. Lấy cái gì? À kẹo kẹo, ừ mang vào đi. Thế à? Đây, giúp anh nhá. À, cân sẽ là mày được bao? Được mấy cân? À. 2 cân à? 2 cân, 3 cân. Ừ. Em bán bao tiền một cân? 100 nghìn à? Đó. Ok, không phải cân nữa đâu. Không phải cân nữa em ơi. Đây. Mình ơi cầm cho anh mình nha. Không phải cân nữa, anh gửi tiền luôn. Anh gửi. Vừa thôi, gửi. Không, cầm đi. Làm cầm đi, cầm không. Anh đi về đây, cầm đấy, cầm nhanh. Cầm, đấy, vừa tiền ngan, vừa tiền mua cơm, mới là mua rau chứ. Rồi. Hả? Cho ăn thôi. Đi, vào nấu cơm đi. Đấy. Trải nghiệm tuyệt vời. Bây giờ mình trả tiền ngan, mình còn phải trả tiền củi nữa chứ. Đi, làm củi. Nhưng mà trên này nhà em có nuôi nhiều không? Nhà em á, mình vài con thôi nhưng mà thịt với bán hết rồi. Nhà mình là bao giờ mới ăn Tết à? Nhà mình chắc phải 25, 26 anh ơi. 25, 26 à? Vâng. Ở trên này có thường là có khách đến đây chơi không? Có chứ anh ơi. Yeah. Anh em trong làng thôi anh ơi. Người ở ngoài như anh ấy. Người ở ngoài thì thường mình gọi bạn thì vẫn có chứ anh chứ. Ủa giờ này mà bảo mời lên đây ăn cơm thì chắc họ không lên đâu nhỉ? Đúng rồi, đường, gọi chứ. Đường là gọi là hơi vị kinh khủng tởm. Đường ác quá. Em bảo là em bé ăn từ từ đợi ăn cơm với thịt đó nhá. Vâng.
Mình nghe đun nước mình nghe. Ở trên này mọi người là trồng ngô à? Trồng ngô thôi anh ơi. Thôi nhà mình không có ruộng đâu. Làm một năm để trồng một vụ thôi. Một vụ thôi. Không thấy lành mà. Em thế là nhà em có mấy cái bao gì đấy? Bao này bao lạc anh ơi. Lạc à? Lạc. Ờ thế còn cái này? Cái này gọi là bếp thôi. Nhưng mà có cái gì trên này không? Bếp đi lát thôi, không có gì đâu anh ơi. Không có gì à? Vâng. Bếp này gọi là làm để mình mổ lần Tết thì mình treo để khô thôi. Cái này chờ sẵn để đến chờ sẵn rồi. Nhà nào cũng có một cái anh ơi. Để treo thịt. Nhưng mà nhà nào cũng có. Nhưng mà mọi người là người Hán là ăn Tết rồi đấy. Người Mông. Ừ. Người Hán cũng chưa ăn đâu. Người Hán ở trên chỗ Cao Mã Pờ anh đi là ăn Tết rồi. Ở trên kia thì ăn sớm tí anh ơi. Ăn sớm một tháng. Ở đây là mọi người phải gần như kiểu tháng là này, tháng chục ngày nữa mới ăn đấy nhỉ? Chục ngày nữa là ăn Tết. Ngồi đây một tí nó mới hồi các bác. Bên này nhà em có nuôi trâu, bò, lợn, gà gì không? Không có đâu em ơi. Không có gì luôn á? Không có gì luôn. Chỉ nuôi mấy con ngan này à? Thế nhà bên này của ai đây? Nhà kia nhà anh trai mà nó làm mới trên đồi. Nhưng mà trên nhà của khó dữ. Thế là nhà này bây giờ không ai ở à? Ồ. Lạnh quá mọi người cũng phải bỏ các bác ạ. Không ở được. Bốn con lợn à? Đây các bác. Trường nuôi mấy con lợn các bác đây này. Đây này. Đấy. Kín mít. Nhưng mà mấy con này nó to. To lắm các bác ạ. Đây, các em xuống xem. Ui giời. Ui. Ai da. Ui. 1 2 3 con. Lạnh lắm các bác này. Đấy, 3 con, bên này 1 con là 4 con. Mỗi con này phải hơn 1 tạ. Này 4 tạ cơ. Cái này không biết để làm gì. Hôm trước có mấy bác đi tìm là chỉ mua mấy cái cối đá này. Về để làm trang trí hay sao ấy. Ở trên này không nuôi được con dê hay con bò gì à? Không, con dê thì không nuôi, con bò thì phải có nhà không nuôi được. Nhà mình chỉ nuôi lợn thôi. Ba con kia nuôi đâu chưa? Con kia? Sắp đến 8 tháng rồi đấy. Bây giờ phải hơn 1 tạ một con rồi nhỉ? Chắc chưa đến được. Tết mình mổ mấy con? Một con thôi. Thế còn ba con còn lại thì là bán à? Vâng, mình điện bán. Ở trên này bán bao nhiêu tiền một cân lợn hơi? 60. 60.000 thế á? Vâng. Ui, rẻ thế á? Con kia được khoảng bao nhiêu cân nhỉ? Chắc 60-70 thế á. Nhưng mà 100% là có cám, có cám tăng trọng gì không? Hay là 100% là nuôi tự nhiên thôi? Chỉ nuôi tự nhiên nhiều cơ. Có khi mình muốn bán nó gầy quá thì mình mới mua vài bao về bún thôi. Nhưng mấy con này có cám gì chưa? Cái con này á, mới mua được một bao về. À, thế là cũng có một tí cám rồi đúng không? Vâng. Cám cò đúng không? Vâng. Cám cò hay là tám... Cám bột. Cám bột. Vâng. Tăng trọng. Tăng trọng cái gì? Vâng. Ôi, thế thì không còn ngon nữa rồi. Phải vâng. Ăn nguyên cỏ rồi. Không, mình muốn bán thì mình phải nơi được một tháng về vài tháng xong mình không cho nó, mình mới bán mà. 2-3 tháng không cho cám nó cho nó ăn mình mới bán. Mình vỗ béo trước xong rồi mình nuôi nó hồi đúng không? Vâng. Ừ. Phải con nào nó phải nuôi 2-3 năm mà chỉ được khoảng tầm 30 cân, à 40-50 cân thôi. Đấy. Bọn đấy ăn mới ngon. Vâng. Nhưng mà mọi người trên này ăn cơm cũng muộn nhỉ? Ăn sớm thôi, nhưng mà nhà mình hôm nay chuẩn bị bắt lẩu nấu. Đây các bác bây giờ đang là đây này. Đấy 1 giờ rưỡi rồi mà mọi người bắt đầu mới chuẩn bị ăn cơm. Sáng có ăn không? Có chứ. Mình mới đi lạc đường chứ. Ừ. Ê, chuồng bên này của nhà người khác đây à? Vâng. Đây xem trên này có con nào không? Nhà này cũng có nhiều à? Ui các bạn.
đây, một con. Bên này mấy con bé bé nữa. Đây này. Ui, một con to với cả có ba con bé bé. Khoảng tầm nửa tháng nữa trên này ăn Tết thì vui các bác. Trên này mọi người lấy củi để đốt này. Củi này cực kỳ là được than các bác nhá. Chính ra ở trên này nhà mình cũng là nhà có điều kiện kinh tế cũng ổn ổn một tí ấy nhỉ. Có thịt đấy nhỉ, hay sao này. À, luộc thôi, luộc không là tí lấy luộc chấm thôi, cho hết vào luộc đi, xong là tí lấy thêm rau cải cho vào đây. Để đâu anh, to như con đà điểu luôn, sợ thật đấy. Gầy á, như này gầy á, này như này còn bảo gầy nữa thì chịu rồi. Nhưng mà ở đây mọi người đóng hết cửa nhỉ, kín mít luôn, không thấy ai nhỉ. Lạnh ngắt luôn các bác. Chạy nhanh thế. Đấy. Nhưng mà được cái là ở trên này nhỉ, mọi người rất là quý người, không biết gì cả, cứ vào xin cơm là cho ăn thôi. Thấy đói là phải cho ăn à? Cũng tùy từng chỗ thôi, có những chỗ người ta không cho đâu. Thế là dế là sinh năm 91 à? Thế còn chồng là sinh năm 93 à? Thế là dế là ít hơn, à nhiều hơn chồng 2 tuổi. Nhưng mà ngày xưa quen nhau kiểu gì? Hả? Đi ăn cỗ xong. À, ăn cỗ xong là quen nhau luôn à? Ăn cỗ ở đâu? Thuận Hòa. À, thế à? Thế là ông chồng tán mình trước hay mình tán ông trước? Quen nhau lâu không nhưng mà xong là lấy nhau ấy? 3-4 tháng thôi. 3-4 tháng là lấy nhau luôn à? Nhưng mà tuyệt vời luôn. Bạn này là người Mông nhưng mà nhìn mặt là giống người Tày hoặc người Dao. Kể cả cái dáng nữa. Người Dao tả phạt. Đấy là gọi là cái gì? Đấy mà là Dao à? Ôi từ, đi từ từ thôi. Đi phăm phăm ấy. Ngã đấy. Đây là gọi cái liềm chứ. Đâu phải con dao cái này. Đó. Đấy các bác, rau tốt chưa? Ở trên này có bán rau không hay là chỉ dùng để ăn thôi? Căn bản là người ta đến đây mua cũng khó nhỉ. Thôi mình mang. Hả? Mình cho ăn rau cải kia, rau cải để thả vào rau ấy, để vào nước canh ấy. Nhà cây này giống cây cải thảo nhỉ, phải không? Ăn cải mèo ấy thôi. Rau cải mèo này là giống của mình luôn nhỉ. Chứ các bác mua giống ở ngoài chợ về là không phải là rau này đâu. Cái này nó còn chưa to đúng không? Nó to, nó còn cao đến bụng mình luôn. Hả? Hả? Ít ăn á? Sao thế? Toàn ăn cải thảo bất cải. Nhưng mà rau này mới ngon này. Ở trên này là không có phun thuốc, phun thiết gì đâu đúng không? Nhiều cho các bác này, này. Còn bên này là cây hẹ à? Hay cây rau bên đây? Hả? Rau mình trồng cho lợn ăn á? Ừ. Ui, cây này á? Vâng. Tưởng là cây hành hay cây hẹ chứ? Không phải đâu. À, thế à? Đây các bác, cây này lại cho lợn ăn á. Cây này thơm mà. Thơm đâu mà. Ừ. Nó ít thế nhỉ. Ồ, để làm một bữa thôi. Thật ừ. Giàu tốt
luôn các bác ạ. Đây là rau thơm này, rau mùi này. Đấy, rau cải thảo này các bác này. Bắp cải, bắp cải trên này nó mềm lắm, nó không cứng như ở dưới xuôi đâu. Ví dụ rau ở dưới xuôi là mình kiểu cho phân đạm ấy, nó rất là cứng, rau này rất là mềm. Đây quả này. Đấy. Cái này tí mình rửa đi xong rồi mình thả vào nồi luộc luộc ngan kia là ngon rồi. Trơn các bạn. Mấy cành rau này được một bữa luôn. Sáng đi cắt cỏ voi đi à? Nhưng mà cho con gì ăn? Bò à, à, cho một con bò. Đây là những hộ nghèo à, mới được à? Ui, to này mà các bác. Ăn mì tôm các bác cần hai lá. Được bữa. Ở trên này các bác nó to nó cao nhưng mà nó lại không bị già, non chét luôn. Giống cải mèo nha. Có nhiều bác mua hạt giống cải mèo, nhiều người cũng hỏi ấy, nhưng mà không có mấy nên là cũng không có để bán cho các bác. Sau này đi gom được nhiều giống thì bán cho các bác. Sạch rồi. Bản chất nó không có tưới tắm gì cả. Bịt lại. Cái khóa này không khóa được à? Không, không. Dùng lắp chai khóa lại các bạn. Củi này nó chắc. Với cả con này tính ra là nó cũng không già mấy, nó còn non các bác. Đã mềm rồi này. Một tí nữa là được. Nó vẫn còn hơi hồng hồng một tí đây. Chín chưa, chín chưa? Ồ, thế chưa chín rồi. Vẫn đỏ đúng không? Đỏ. Ờ, thế chưa được, chưa được. Ờ, thêm hỏa lực đem này. Đậy, đậy vung vào là được. Đánh lẹp xuống đi. Chạy bên dưới được đấy. Mất anh vừa úp nó xuống mà. Em thử xem cái đầu lưng được. Cái đợt nó bắn nhá. Mình tay đâu? Kiểu bọn ngan ở trên này ăn ngô nhỉ, váng ướp luôn. Ngô thôi. Ở đấy. Có một cái anh nghĩ là cái dưới này là chín rồi. Ở đằng kia úp lại thế tí xong. Không có một cái cám nào luôn. Ừ. Rồi chắc là chín rồi nhỉ. Sôi ngục lên các bác. Nó còn cánh nó còn chét rồi kìa. Xâm một phát vào giữa người nó đã, đúng rồi. Phao câu dài 1 mét luôn. Rồi em cho rau xuống đi. Rau cải này đắng á? Ờ, cho vào đây nó sẽ ngọt nha. Không thấy bỏng à? Không. À. Cá lù là về đây đúng không?
Con này em nuôi mấy tháng rồi? Con này chắc phải được khoảng 6 tháng với mẹ anh ạ. 6 tháng là tốt rồi. Ừ. Nhưng mà mình có những chỗ là 3 4 tháng là nó đã ăn rồi. 4 tháng thì mình phải nuôi cám. Tí để cả cái đùi cho em bé nhé. Đấy, chín hết rồi nhỉ? Chín hết. Như bài vạ anh nhá. Cứ bay thoải mái, anh đỡ luôn. Người anh toàn đất bây giờ cần gì đâu. Bẩn từ trên xuống dưới. Thằng cu mình bẫy được nhiều chuột lắm. 3 cân rồi. Yeah. Bọn em có, ở trên này có biết bẫy chuột không? Không. Để cho em bé đi. Đừng đứng chặt cái đấy. Cái đấy. Yeah. Để hai cái đùi cho nó. Tự tin rồi nha. Các bác lạnh lạnh này. Ăn bữa cơm này là quá ngon. May quá còn có chỗ ăn cơm không phải chết đói. Cho vào ô luôn đi. Em cho đi. Món này là món gì đây? Canh ớt à? Được anh nhỉ? Mỡ trên này để vào chảo khoảng tầm nửa tiếng nó mới tan được. Lạnh quá. Cho đi em. Cho đi. Đâu ớt của em đâu? Ớt này là ớt gì em? Đây có nói điều các bác đâu. Mãi nó có tan được ra đâu. Lạnh quá mà. Mỡ này nó không phải dầu kia. Cái này nó lạnh quá. Mình vừa làm canh vừa làm nước chấm luôn đúng không? Hay là làm canh thôi? Như chỗ mình nó làm canh cay nó lấy nước làm nước chấm luôn đúng không? Đảo đi em. Cày hơn người yêu cũ các bạn. Cày phổng mồm em. Chứ sao mà làm cạnh được, không hiểu rồi. Cứ cho vào đây, tiết các bác. Cắt. Đông như thạch đi. Kiểu mình để như kiểu để tủ lạnh ấy. Tuyệt vời luôn. Cái này cho vào phát là được luôn này. Cái này nghe cái sợi này chết chín. Hả? Chín hết rồi. À ừ nhỉ. Tính ra anh thích cái canh ớt này nhất đấy. Ở trên này lạnh nên là cứ phải làm tí ớt, làm tí cay cay nó mới ấm được người nhỉ.
giống như các bác đi biển ấy rất là thích ăn cái kẹo quế, vỏ quế. Mâm cơm hơi ác. lấy ghế về đây mình ơi. Đấy, đơn giản ở đây các bác, hai bát, một bát để cho em bé. Canh này là canh nhạt đấy đúng không? Canh này là canh lấy nước luộc ngan đấy các bác. Cái mâm nhỏ. Bảo em bé ra ăn cơm đi. Nó mỏ à? Em ấy tên là gì nhỉ? An à? An à? Sùng Bảo An à? Nó bỏ à? Chị nó à? Nó à? Nó chào à? Không lo là không cho đi chơi rồi. Một bàn nữa. À, cho tí cay cay. Không có chỗ để bát này các bạn. Đây, sinh tố ngô các bác. Hơi sửa trong vắt luôn. Lấy cái này làm nếp chân luôn nhỉ. Ờ à. Em bé đâu? Bé nó đó tua. Chị nỏ. Lấy phần đùi điếc cho nó chưa? Ờ rắn nó à. Các bác bây giờ là 3 giờ rồi này. Đấy. Đi từ, xin cơm từ lúc 1 giờ 3 giờ mới được ăn. Xong là tí nó còn đi về cơ. Đi về tối là vừa. Chắc tới rồi đấy, đi đến nhà thì chắc tới. Nhưng mà anh sợ là đi tí xuống đường này nó bị mờ nhỉ, bị mù ấy. Đường này chắc tí đến mấy cái đoạn chân trơn thì anh mới phải sớm đi bộ. Để cho mình ăn. Ừ. Thôi cứ làm bát cơm thịt với cả rượu ấy đi. Tí có mệnh hệ gì mình cũng làm con ma no. Không làm con ma đói. Em mình ăn cơm thì anh lấy canh cay. Mình cho anh ít canh cay đây. Bát để đây. Cái mâm này hơi nhỏ. Rồi. Thế là em bé nhất quyết không xuống à? Ờ, chán nhỉ? Hả? Chị nò rồi. Giờ kiểu như mình mở cửa ra sương mù thì nó phi ở trong nhà mình luôn. Mù mịt luôn. Để các bác nhìn xem. Nào ra đây nào. Nó bảo gì? Nó xem điện thoại, trong điện thoại kia thấy ma. Ui. Ở đây chỉ có ma men thôi. Nó thắt cửa trong điện thoại ra. Mình ngồi ra đây này mình nhá. Xem rượu xuân anh nhá. Anh thì gọi là không có cái gì. Xuông gì như này có thịt rồi. Điện... anh mời nhá. Cảm ơn một tí nhá. Xuất xanh à. Cảm ơn nhá. Em bé ngồi đi. Còng của em bé đâu rồi? Còn em bé ở trong này tí. Ờ thôi. Anh mời nhá. Cảm ơn nhá. Cảm ơn hai vợ chồng nhá. Đến nhà em lần đầu tiên mà không có cái gì ăn nhá anh nhá. Này là tuyệt vời lắm rồi. Thôi, cảm ơn nhá. Sau anh em mình biết nhau. Đâu đùi của em bé đâu nha. Có mà. Có một cái ở dưới. Đây, cái này đi. Cho em bé đi. Này, mi nhỏ à. Nào, cầm đi. Cho bác xem tay của con nào. Đây, lấy cả cái này đi. Con xin ban nhá. Này, đây cho vào đây. Sâu con nhé. Sâu à? Cầm đi con. Đây. Cầm cái này đã. Tay em ấy bị bỏng đúng không? Do, đây.
Thôi kệ em, nào, thôi được rồi. Nào. Có mất sạch tay sao người ta áp tha ra. Bác xem tay nào. Bác xem. Muốn có sạch tay. Chết tay nhá tôi. Xác là đây là như này là bây giờ phải đi mổ thêm 1-2 lần nữa à? Trước là bị ấy đúng không? À, đấy các bác khổ. Đứng được hai ngón rồi. Ừ. Okay. Hai đốt rồi. Ừ. Thôi mọi người dùng đi em. Anh làm thủ tục cắp cho mỗi người miếng nhá. Ok anh. Cảm ơn dế nhá. À đâu gì nhỉ? Dế nhỉ? Dế. À. Cảm ơn rất là nhiều nhá. Mình ăn đi, tí ra tắm mưa tiếp. Mời các bác ăn cơm nhá. Mời vợ chồng ăn cơm nhá. Ừ. Các bác, canh ớt đây. Này cho ấm. Ngon quá. Cay đấy, không phải đơn giản đâu. Không, nhiều lúc là nấu canh cay cũng do tùy từng người ấy. Tùy từng tay đấy. Có những tay nấu không cay đâu. Có những tay nấu rất là cay luôn. Canh này cho ít bột canh vào. Nhưng mà cái này là măng này là măng... À, ớt này là ớt ngâm đúng không em? À, không phải ớt tươi rồi. Thế là đứa lớn là đi học ở tận Vị Xuyên thì mấy tháng mới đón một lần à? Hơn một tháng mới học lớp 6 đúng không? Chính ra là em bé đã học giỏi mới được xuống trường nội trú của huyện học đấy các bác. Nhưng mà xa lắm. Là đi từ đây xuống huyện phải mất bao nhiêu cây nhỉ? Hơn 40 cây. Hơn 40 cây, đường khó đi các bác. Một tháng về một lần. Có lúc hơn tháng đấy. Đâu cho anh chén rượu nữa nào. Cảm ơn gia đình. Sáng uống rượu với ở các cô người Hán giờ vẫn đang gần Tết rồi nên là được đi ăn Tết với ở bà con người Hán, người Mông ở bên bên khu vực Tây Bắc, bên Lai Châu, Điện Biên thì bà con người Mông ăn Tết sớm hơn người Hán. Nhưng mà bên này thì người Hán ăn Tết sớm hơn người Mông. À, anh em cảm ơn nha. Cảm ơn em nha. Lấy vợ hơn 2 tuổi. Ừ. Quen nhau được mấy 4 tháng là lấy luôn đấy nhỉ? Vừa quen là lấy luôn. Ôi trời. Phải lấy ngay, lấy vợ là phải lấy liền tay. Nhưng mà để lâu ngày thì có mấy kẻ nó gièm pha là. Phải như thế mới biết yêu nhau anh à. Tính ra các bác mà ngồi ở cái vị trí hiện tại như Phèng ấy, được một bát cơm nóng, canh nóng, được một miếng thịt, chén rượu mới à. Trong cái ngôi nhà toàn sương mù này, tuyệt vời các bác. Đây, trong nhà cũng toàn sương mù ấy, đây. Các bác nhìn thấy có hạt bụi cho bay. Mời các bác ăn cơm ạ nha. Chén cuối à? Ui dồi, anh cảm ơn nhá. Cảm ơn em rất là nhiều. Minh. Nhấp môi thôi, xong là tí đưa anh đi nó về an toàn không? Tí anh chở mày. À, anh cảm ơn nhá. Sau nào hôm nào thôi ăn ăn Tết anh nên đến, chơi. Đến Tết nếu mà có gì em alo cho anh Dễ này thì anh Dễ này gọi cho anh xong là anh lên cùng nhà em mổ Tết. không biết là mổ vào ngày nào nhưng mà khi nào nếu mà thấy... cứ báo trước 30 Tết là được. Vâng. Sau 30 Tết là anh về quê. Okay. Anh mời. Em phải trước Tết cơ. Không phải sau Tết, em phải trước Tết. Nào anh mời nhá. Vâng, ok anh nhé. Khi nào nếu mà em gọi cho anh Dễ là thì anh Dễ là gọi cho em. Nhưng mà đến ăn Tết cùng bọn em trên này. Nhá. Thằng em mình này nó giống như kiểu quản lý của anh bây giờ ấy. Là nó điều anh đi đâu anh đi đấy. Anh cảm ơn nhá. Thôi anh xin phép đi về đây, không tí nào bây giờ là còn tầm 3 giờ, 4 giờ. Nhưng mà các bác nhìn thấy sương mù bắt đầu phi vào. Anh cảm ơn nhá. Rồi anh đi về đây. Anh chào nhá. Anh chào em nhá. Cảm ơn nhá. Chào em bé nhá. Bye bye nhá. Này. Rồi anh đi về nhá. Đi mình ơi. Hôm nào anh em gặp nhau sau nhá. Chào em bé nhá. Chào cả nhà nhá. Hôm nào lên chơi anh nhá. Hôm nào lên chơi. Rồi các bác. Ôi giời ơi. Mù tịt rồi. Đây này.
ở trên này nó ẩm ướt. Đây, bây giờ đang là 4 giờ kém 10 phút, 11 phút các bác. Bây giờ từ đây đi xuống cái khu mà chỗ phèng mà để xe nó xa lắm các bác. Bà con ở trên này sống rất là tình cảm. Đấy, quay những cái thước phim như hôm nay các bác biết được là bà con là kể cả mình không có quen biết này, mình không có gọi là kiểu thân quen trước ấy, nhưng mà đến mọi người rất sống rất là tình cảm. Giờ phèn đợi nhà trong này mù tịt luôn. Giờ đưa các bác đi, cùng phèn phèn đi xuống dưới đây nhá. Bản này trên cao lắm, giáp khu vực biên giới luôn, cách biên giới Trung Quốc đây ngay đằng sau này. Nếu mà đi theo đường kiểu là chim bay ấy, nó mất khoảng tầm 500 mét. Nếu mà đi theo đường chuột chạy ấy, nó mất khoảng tầm khoảng tầm hơn một cây số các bác. Ở trên này thì mùa này các bác là không có làm được gì cả, ngoài cái việc là chỉ trốn ở trong nhà thôi. Đấy, qua Tết thì tháng 2, tháng 3 bắt đầu là thời tiết nó ấm ấm một chút thì bắt đầu mới là trồng cấy, chăn nuôi, trồng ngô. Đấy, trồng ngô xong là trồng lạc luôn. Ở đây thì mọi người, các bác nhìn này, rất là nhiều. Đấy, con này con ngan con này. Đấy, nuôi ngan thôi, không có nuôi vịt. Nuôi vịt thì là nó không có nước để sinh sống. Đúng là một cái bản, các bác nhìn qua màn hình các bác biết là nó là sống là ẩn mình trong xương, rất là lạnh lẽo luôn. Trên này là trẻ con ấy, các bác nhìn ở đấy đằng trước ấy. Mọi người hay có một cái câu là có nghĩa là trẻ con mà biết lạnh ấy, thì con trâu con bò nó chết lâu rồi. Hay là nó không có nghĩa là lạnh cực kỳ luôn các bác ạ. Đấy, trẻ con nó quen, quá quen với cả thời tiết đây rồi. Đây các bạn, trẻ con vẫn chạy đi chơi này. À đi học về đây. Xin chào nha. Các bạn. Em chào các bác. Em chào các bác à. Có ít kẹo nhưng mà thằng cu em mình nó cầm rồi các bác. Đang chờ đi ra nhưng mà mãi chưa thấy đi ra các bác. Đây đây đây. Còn đi được không anh? Yeah. Hả? Có xe bây giờ ướt hết đít rồi các bác. Để ông nhà không là ướt hết luôn à. Bây giờ mình từ đây đi xuống cái chỗ xe mất khoảng tầm 2 tiếng ấy nhỉ. 2 tiếng rưỡi 3 tiếng ấy các bác. Đường cực kỳ khó đi. Trời ơi. Lạnh tái tê, may là còn được mấy một bát cơm ấy. Không thì không chịu nổi rồi. Ôi các bác, ngã mấy lần rồi. Cuối cùng thì qua 77, 49 kiếp lạn thì cũng gần đến cái khu vực mà phèn để xe rồi. Về đến đồi thông rồi các bác ạ. Về đến đây đó các bác ạ, là nó cũng mưa nhỏ lại một chút, nó vẫn mưa nhưng mà mưa nhỏ. Tính ra đường ở đây nhỉ, nếu mà nó mưa to hẳn đúng không? Thì nó lại không trơn đúng không? Mưa to hẳn thì nó lại không trơn lắm. Đây, đi qua đây là chính sức là an toàn rồi các bác. Con công đông của phèng phèng này. Anh em mình đi đúng là từ sáng rồi nha. Mình đi mấy giờ nha? 8 giờ đúng không? Đây, anh gửi nhá. Cầm đi đổ xăng. Anh đi về đây. Thôi đi về đi. Hôm nào lên trên đấy lại anh gọi tiếp nhá. Đi đi. Về lại lộp cho vợ à? Có đưa cho vợ không? Có. Kiểu gì ra chào hỏi đúng không? Thôi đi về đi, anh đi về đây. Ok. Kết thúc một ngày dài các bác ạ. Là đi từ 7 giờ sáng. Xem là bây giờ mấy giờ các bác, để xem đồng hồ đấy nhá. Em mình cũng rất là vất vả, Phèng có một chút ít gửi cho em ấy để em đi đổ xăng các bác. Đây, 4 giờ 44 phút, 5 giờ kém 15 phút các bác ạ. Giờ đi về. Từ đây đang là chỗ này là cách Minh Tân là
ở dưới này là Minh Tân này, đây cây này cây 23 này, chỗ này cây từ đây đi xuống đến thành phố Hà Giang đến chỗ Phèng Phèng mất khoảng tầm 30 cây số nữa. Rất là trân trọng cảm ơn các bác đã xem video của Phèng. Hy vọng là những cái thước phim của Phèng nó thực sự với các bác là nó không có gọi là nghệ thuật gì cả, nó chỉ là thực tế nhất. Đấy, gửi đến các bác. Rất là mong các bác ủng hộ Phèng Phèng. Bởi vì chỉ có những cái lời động viên chân thành từ các bác mới có thể giúp cho Phèng Phèng được làm tốt những cái công việc của Phèng hiện tại. Chứ còn đâu các bác cứ thật sự là không phải là sân si gì đâu, nhưng mà những cái lời comment động viên không tốt đi đấy, thì rất là buồn. Giờ Phèng xin chào các bác, hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Phèng. Rất là mong muốn là từ giờ đến Tết là còn gần một tháng nữa, kênh của Phèng đạt được 200.000 người đăng ký. Rất là trân trọng cảm ơn và quý mến các bác vui lòng giúp Phèng là đạt được 200.000 để một là một cái món quà để Phèng về một là vui vẻ, hai là cho những người thân yêu bố mẹ Phèng cảm thấy tự hào về Phèng. Đó là cái điều Phèng rất là mong muốn. Giờ Phèng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào các bác.